Huỳnh Hiếu Minh, Trần Khôn, sự nghiệp mờ nhạt theo năm tháng, người còn bị đánh giá là vua phim rác. Những năm gần đây, thị trường điện ảnh Hoa ngữ vô cùng hỗn loạn. Phim chất lượng thì ít, trong khi phim rác, phim ăn theo xu thế lại ngày càng nhiều. Điều này khiến cho người xem không khỏi ngao ngán, kéo theo đó là sự nghiệp của vài cái tên đình đám lao dốc. Nguyên nhân là do xu thế chỉ xem phim có dàn diễn viên đẹp đang lên ngôi, hàng loạt các ngôi sao có kỹ năng diễn xuất trái ngược với vẻ đẹp bên ngoài đều lần lượt trở thành vai chính. Do đó, nguồn vốn đổ vào phim chiếu rạp thêm ồ ạt, các nhà sản xuất phim vì thế cũng nóng lòng làm ra thật nhiều tác phẩm mới. Theo Sina, năm 2021 chứng kiến nhiều sự thay đổi trong danh tiếng và sự nghiệp của ba ngôi sao hàng đầu showbiz Hoa ngữ là Triệu Vy, Trần Khôn và Huỳnh Hiểu Minh. Cả ba đều là nhóm bạn thân trong ngành giải trí xứ Trung, gắn bó từ thời học diễn xuất tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Từng tự xưng là bắt ảnh tam kiếm khách với mong muốn phá đạo giới nghệ thuật, nhưng hiện tại họ không còn được đứng ở vị thế cao nhất, có dấu hiệu bị đàn em lấn lướt, trong đó Triệu Vy đánh mất hoàn toàn tên tuổi. Theo Sina, từ năm 2018, danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh dần đi xuống, thành tích của anh ở mảng phim ảnh không như mong đợi. Đàn diễn viên thường xuyên bị chê về diễn xuất, phim nào dở hơn phim kia, vai sau kém hơn vai trước. Ngôi sao thần điêu đại hiệp bị chỉ trích là vua phim rác, do một thời gian dài không đạt hiệu quả phòng vé và rating, anh bị nhà sản xuất quay lưng. Cuối năm 2020, anh vực dậy sự nghiệp khi đoạt giải Ảnh đế tại Bách Hoa, kim kê với Liệt tòa anh hùng. Bên cạnh đó, việc thay đổi hình ảnh từ tổng tài hào hoa sang hóa thân thành nhân vật nội tâm giằng xé và gai góc trên màn ảnh cũng mở ra nhiều cơ hội cho tài tử. Năm nay, Huỳnh Hiểu Minh có 3 tác phẩm truyền hình lên sóng là Công Huân, Game Trainer, Vinh Quang và Mộng Tưởng. Những bộ phim này không gây được tiếng vang lớn nhưng lại đánh dấu sự chuyển hướng hình tượng mạnh mẽ của nam diễn viên. Tháng 12 tới đây, tác phẩm điện ảnh Trần Tướng cuối cùng của nam tài tử sẽ ra rạp. Theo QQ, Huỳnh Hiểu Minh đã giảm 15kg để phục vụ cho vai diễn. Tác phẩm được kỳ vọng sẽ đem lại thành công cho sao nam. Ngoài Trần Tướng cuối cùng, anh còn 3 phim điện ảnh khác đang chờ công chiếu là Người đội tóc giả, Anh hùng Bình Phàm và Tứ Hải. Trong đó có 2 dự án nam diễn viên đóng vai phụ. Theo Sina, hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh dần dần khôi phục lòng tin với nhà sản xuất. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cần bỏ tâm sức nhiều hơn vào các dự án để mang đến sự thăng hoa, bởi anh đã bị không ít đồng nghiệp và lớp sao trẻ vượt mặt. Trần Khôn, theo Sina, hơn 20 năm hoạt động trong nghệ thuật, sức hút từ cái tên Trần Khôn vẫn chưa bao giờ sụt giảm. Sự xuất hiện của nam tài tử được coi là bảo chứng rating và doanh thu phòng vé cho phim. Anh được nhận xét có ngoại hình nam tính, khả năng diễn xuất tốt khi có thể hóa thân vào đa dạng vai diễn với nhiều hình tượng khác nhau. Tuy nhiên, những năm qua, Trần Khôn đã không có tác phẩm đột phá sau loạt thành công trước đó. Ở mảng phim truyền hình, kể từ sau Như Sương Như Mưa Lại Như Gió hay Kim Phấn Thế Gia, Trần Khôn đều mờ nhạt. Anh bị đánh giá là không có duyên với màn ảnh nhỏ một thập kỷ qua. Theo Sina, Trần Khôn không phải là diễn viên tệ, nhưng kịch bản anh chọn vẫn thiếu sức hút cần thiết để níu khán giả. Từ năm 2009, Trần Khôn tập trung phát triển ở mảng điện ảnh và gặt hái được nhiều thành công. Có được danh tiếng và địa vị trên màn ảnh rộng, nhưng nam diễn viên không có cơ hội chạm tay vào chiếc cúp Ảnh đế sau Hòa Bì hay Vân Thủy Giao. Nhìn lại chuỗi giải thưởng mà Trần Khôn chinh phục trong khoảng 5 năm trở lại đây, ngôi sao 45 tuổi chủ yếu nắm giữ thành tích về độ nổi tiếng và yêu thích. Vừa qua, nam diễn viên bị phản ứng khi ngồi ghế giám khảo tại Liên hoan phim Bắc Kinh. Anh bị đánh giá thua kém về thành tích, kinh nghiệm và dấu ấn làm nghề so với Cũng Lợi, Trần Chính Đạo, Ô Nhĩ Thiện. Năm 2021, Trần Khôn đánh dấu sự trở lại truyền hình của anh sau 3 năm vắng bóng với bộ phim lấy chủ đề y khoa Thuyền Cứu Hộ Hòa Bình. Với vai diễn lần này, một lần nữa anh lại cho thấy sự chọn lựa và đầu tư mới mẻ về mặt hình ảnh. Phim có rating khả quan sau 2 tập lên sóng đầu tiên, nhưng còn quá sớm để nghĩ đến thành công. Hồi đầu năm, Trần Khôn mắc sai lầm khi lựa chọn tham gia dự án điện ảnh Âm Dương Sư Thị Thần Lệnh, phim lỗ hơn 90 triệu USD.